Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đến với căn nông sản số 14. Hôm nay là cuối tuần và mọi người có vẻ rất bận rộn nên mình sẽ làm một video kết hợp hai căn nông sản. Đây là một căn nông sản tắc động mạch mũ. Ta sẽ xem điện tiêu đồ bệnh nhân như sau. Đây là điện tiêu đồ bệnh nhân ở lứa tuổi trung niên, xuất hiện đau ở vùng giữa ngực. Điện tiêu đồ ở bệnh nhân này ta có gì đặc biệt? Đầu tiên ta thấy ở chuyển đạo. Đây là một đàn ghi điện tiêu đồ hoàn toàn đầy đủ, gồm 12 chuyển đạo của bệnh nhân kèm theo một chuyển đạo D2 kéo dài ở cuối cùng. Ta sẽ đi phân tích D2 kéo dài. Ở bệnh nhân này ta thấy điều gì đặc biệt? Thứ nhất là ta vẫn thấy bệnh nhân có nhịp xoang với các sóng P, P, P đi trước các phụ QRS và khoảng PR hàng định đều và trong giới hạn bình thường từ 0,12 đến 0,2 giây. Tiếp theo ta thấy trục của bệnh nhân này là trục trái với D1 dương và AVF có vẻ âm xuống một chút. D1 dương và D3 âm cũng là một dấu hiệu bệnh nhân này có trục trái. Tiếp theo ta thấy ở đây có gì đặc biệt khi nhìn các chuyển đạo trước tim. Ta có thể thấy đây là có V1, V2, V3, V4 có hiện tượng là ST chênh xuống so với đằng điện là đoạn PR thì ST đã chênh xuống và đi ngang, chênh xuống khoảng 3 đến 4 mm từ V1 đến V4. Ngoài ra thì ở các chuyển đạo khác ta thấy ở V5, V6 có hiện tượng ST chênh lên nhẹ, ở đây là 1 mm chênh lên hơi vòng một chút và kéo cả cái sóng T cao lên. Ở D1 AVN có hiện tượng ST chênh lên, D2 D3 AVF cũng có hiện tượng ST chênh lên. Vậy khi một bệnh nhân nam trung tuổi mà có đau ngực kèm theo điện tiêu đồ ST chênh lên ở các chuyển đạo D1 DAVN thành dưới V5 V6 và chênh xuống soi gương ở V1 V2 V3 thì ta nghĩ đến một bệnh nhân có nhồi máu cơ tim, và chắc chắn bệnh nhân này chúng ta phải khẳng định bệnh nhân liệu có nhồi máu cơ tim không bằng các kết quả cận lâm sàng khác, men tim, siêu âm tim. Ở bệnh nhân này thì ta đưa ra chẩn đoán ban đầu là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Vậy bệnh nhân nếu có nhồi máu cơ tim thì bệnh nhân tắc ở động mạch nào? Ta sẽ đi phân tích như sau. Ta có lúc nãy là bệnh nhân có chênh xuống ở V1, V2, V3, hai ba chuyển đạo này nó đã phải tiết ở vùng trước, vùng vách của bệnh nhân. Bệnh nhân có chênh lên ở V5, V6 tức là thành bên thấp của thất trái, D1 và AVN thành bên cao của thất trái, kèm theo đó là chênh xuống ở D2, D3 AVF thành dưới và sau. Vậy một bệnh nhân mà có chênh lên từ V5, V6, D1 AVN, D2, D3 AVF và có một đặc điểm nữa các bạn cần chú ý, đó là chênh lên ở AD2 có vẻ nhiều hơn ở D3 và chênh lên ở AVF nhiều hơn là D3 thì động mạch nào đã bị tắc? Ta có, nếu bệnh nhân chênh lên ở nhiều ở D2 suy ra cái vùng tổn thương chủ yếu nằm ở vùng dưới hơn là vùng bên phải của động mạch RCA hay bệnh động mạch vành phải, hay nói cách khác là vùng dưới và vùng sau có vẻ là tổn thương nhiều, kèm theo đó là thành bên thấp và bên cao của thất trái đều có tổn thương, có hiện tượng chênh xuống soi gương ở các chuyển đạo trước vách. Như vậy khả năng cao bệnh nhân đã bị tắc cái nhánh LCX. Vì sao lại như vậy? Cái nhánh động mạch mũ là một trong hai nhánh của động mạch vành trái, gồm động mạch niên thất trước và động mạch mũ. Khi tắc động mạch mũ thì toàn bộ vùng bên thấp và bên cao của thất trái có thể bị thiếu máu. Vùng sau và vùng dưới khi có tuần hoàn đuôi dưỡng ở vùng sau vùng dưới của động mạch mũ bị mất thì nó cũng thể hiện ST chênh xuống ở vùng dưới, nhưng có đặc điểm là chênh lên ở D2 sẽ nhiều hơn. Kèm theo đó là chắc chắn là có hiện tượng D1 AVN, V5 V6 có chênh lên. Kết quả chụp mạch vành ở bệnh nhân này đã khẳng định điều đấy. Đây là kết quả chụp mạch vành sau khi bệnh nhân đặt stent mạch vành. Ta thấy đây là mạch động mạch niên thất trước của bệnh nhân. Đây là động mạch mũ, khi mà chụp kết quả chụp mạch vành lên thì động mạch mũ ở đằng sau nó sẽ hiện cảm giác như đằng trước, nhưng các bạn hãy tưởng tượng đây là động mạch mũ vòng ra sau phía tim của bệnh nhân. Như vậy động mạch mũ sau khi được tái thông thì nó có hình dạng như thế này. Các cái nhánh OM1 nó đã cấp máu cho toàn bộ vùng thành sau và vùng thất trái của bệnh nhân, kèm theo đó là các cái nhánh bên của nó đã cấp máu cho thành dưới, hay nói cách khác ở bệnh nhân này động mạch mũ rất là lớn, khi đó vùng cấp máu sẽ lớn. Trước khi tắc thì bệnh nhân đã có trước khi được tái thông bệnh nhân đã tắc ở vị trí này, tức là một vùng cấp máu rất là rộng của bệnh nhân đã bị tổn thương. Đây là một ví dụ minh họa, nhưng mà trong trường hợp này ta có thể thấy rằng bệnh nhân có chênh lên được cực kỳ nhiều chuyển đạo từ D1 AVN V5 V6 thành dưới.
Như vậy cái nhánh động mạch vành bị tắc có vẻ rộng và có hiện tượng ST chênh lên chênh xuống, soi gương đi ngang rất là rõ ràng. Như vậy ở trên điện tim đồ này ta có thể kết luận là bệnh nhân có điện một nghìn điện tim đồ của nhồi máu cơ tim tắc hoàn toàn động mạch mũ, với cái nhánh mũ có thể là ưu năng ở trên bệnh nhân này. Đây là một cái dấu hiệu mà các bạn cần chú ý khi đọc điện tim đồ những bệnh nhân có nhồi máu cơ tim thành sau dưới. Khi mà ta nhìn chuyển đạo D V2 thì nó sẽ có một dấu hiệu, nó là ST chênh xuống và đi ngang kiểu đường chân trời như thế này, tức là chênh xuống và đi ngang. Ngoài ra ta có thể thấy cái sóng R mà nó cao lớn hơn 30 kèm theo R trên S, tỷ lệ số R đến S lớn hơn 1. Tuy vậy thì hiện tượng ST chênh xuống ở V2 nó còn xuất hiện trong những trường hợp đó là bệnh nhân nhồi máu thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc. Cho nên những trường hợp đó ta phải xem các chuyển đạo V7 đến V9 để khẳng định là bệnh nhân có nhồi máu tim thành sau hay không. Chuyển động đạo V7 V9 là những chuyển đạo vòng ra đằng sau về phía thực quản đằng sau của quả tim, hay còn là các chuyển đạo thực quản phía sau của bệnh nhân. Đấy là một ví dụ lâm sàng rất là hay. Ở trên lâm sàng các bạn cần chú ý để mình phân biệt liệu mình nghĩ đến là nhồi máu cơ tim tác động mạch mũ hay là động mạch vành phải. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ta có thể thấy động mạch mũ nó chi phối vùng sau của quả tim. Chính là cái việc các cái nhánh đi đằng sau dưới này nó nối, có thể nối bằng hệ hoặc là cùng chi phối máu với một các cái nhánh của động mạch vành phải. Ở đây các ta thấy động mạch vành phải nó chi phối vùng sau khá nhiều và vùng dưới nữa, cho nên hai vùng này khi nhồi máu cơ tim xảy ra nó có thể là mình khó phân biệt giữa vị trí tắc ở động mạch vành phải hay động mạch mũ. Khi đó điện tim đồ ta có những dấu hiệu gợi ý thì ta còn chú ý. Kết thúc ca lâm sàng này, ta sẽ đến một ca lâm sàng Volus thêm hôm nay, đó là một trường hợp VT tôi đã băng post trên cập nhật kiến thức y khoa. Đây là một điện tiêu đồ của một bác sĩ gửi cho trang chúng tôi. Ở điện tiêu đồ này chuyển đạo D2 kéo dài, ta có thể thấy đây là các phúc bộ QDS rất nhanh, tần số khoảng 200 150 chu kỳ trên phút, kèm theo đó là những cái nhát QDS hẹp cứ khoảng 4 nhát, 3 nhát, rộng thì đến một nhát, 4, một nhát hẹp. Vậy nó là nhịp gì? Đầu tiên ta có thể thấy đây là các cái mũi tên gạch màu đỏ tôi đã đánh dấu sẵn. Đây là các sóng P lẫn cho các phụ QDS. Đây là các sóng P lẫn cho các phụ bộ QDS của bệnh nhân. Như vậy ta thấy các sóng P không liên không phân đi, có hiện tượng phân đi nhị thất hoàn toàn, hay nói các không sóng P không liên hệ với các phụ bộ QDS trừ ở nhát này. Như vậy thì ta có thể mường tượng đây là một cơn tim nhanh thất. Có thể các bạn có thể đọc đó là ngoại tâm thất trùng 3, nhưng mà với khái niệm bây giờ ngoại tâm thất trùng 3 có thể gọi là cơn tim nhanh thất ngắn. Thì trong trường hợp này ta thấy các ngoại tâm thất trùng 3 cực kỳ dày, hay ta có thể khẳng định đây là một cơn tim nhanh thất không các cái cơn tim nhanh thất ngắn đi rất là dày với nhau. Vậy tại sao tôi lại khẳng định đây là cơn tim nhanh thất? Bởi có dấu hiệu các sóng P không liên hệ với bộ QDS, hay nói cách khác các cái nhịp QDS rộng này là nhịp của một ổ phát xung động thất gây ra. Và khi mà nhìn trên điện tim đồ này ta có thể mường tượng thấy cái ổ phát xung động này có thể là có nằm ở đường da thất phải hoặc đường da thất phái trái, với cái đặc điểm đó là QDS dương ở chuyển đạo D2 D3 VF, có hình dạng của block nhánh phải và có vùng chuyển tiếp nằm ở giữa V2 và V3. Vậy cái các cái nhát này là những nhát gì? Có hai trường hợp xảy ra. Đây có thể là những nhát thoát capture beat của bệnh nhân với các cái sóng B đi trước. Khi này thì may mắn thay nhịp xoang nó lại dẫn chuyển xuống và khử cực tạo thành các phúc bộ QDS hẹp. Điều thứ hai có thể xảy ra là gì? Là cái việc đó là các cái nhát thất này nó đã họa trang, những nhát này đã dẫn ngược lên nhĩ, khử cực nhĩ và dẫn xuống thất. Ví dụ như đây là một nhát khử cực của thất dẫn ngược lên nhĩ tạo nên sóng P, khi đó lại dẫn quay trở lại dẫn xuống thất tạo nên các cái capture bit như thế. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì đơn giản các bạn có thể thấy các sóng P này, P của cái nhát, các cái nhát mà QDS hẹp này nó hoàn toàn bình thường, nó hoàn toàn dương ở chuyển đạo ABR, hay nói khác nó khử cực từ dưới lên trên. Đấy là một cách suy nghĩ của các bạn có thể định hướng trong trường hợp này. Cũng có thể các bạn nghĩ đấy là những capture bit dẫn từ từ trên nước xoang xuống, thì rõ ràng nó phải âm ở chuyển đạo AVR. Như vậy ở nhịp bệnh nhân này khả năng cao đó là những cái cơn tim nhanh thất ngắn với các phúc bộ QDS rộng đều nhau và có trục hướng từ phải sang bên trái, từ trên xuống xuống dưới. Như vậy các bạn có thể kết luận qua trong trường hợp này là có một cơn bệnh nhân có VVT và ta cần phải cực tìm nguyên nhân và sớm cắt những cái gọi là ngoại thông rất trùng ba những cơn nhanh thất ngắn này cho bệnh nhân.
Xin cảm ơn mọi người.